Đô Trinh đập cửa kính xe và lắp vòi vào trụ chữa cháy. Đồng thời lúc này, Mông Vi báo cáo với cảnh sát trưởng, kẻ phóng hỏa mặc đồ nhân viên lau dọn tại trung tâm mua sắm, hắn ta cũng phóng hỏa bên đó. Đây là vụ phóng hỏa liên hoàn. Lúc này Đông U báo tin, tòa nhà đã bị sập, đã mất sóng radio với lính cứu hỏa song song, bởi vì một lính cứu hỏa và một công dân đang bị vùi dưới một tòa nhà. Sở trưởng ngay lập tức đề nghị xin viện trợ giúp. Ở bên trong khu thương mại, Song Song cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trước tiên cô bật đèn pin lên để quan sát mọi thứ xung quanh. Sau đó cô muốn sử dụng bộ đàm để liên lạc với bên ngoài. Hiện tại áp suất không khí là 1700. Cô cần túi khí và dụng cụ hỗ trợ thở, nhưng bộ đàm có vẻ đã bị hỏng, không nghe thấy tín hiệu bên ngoài truyền vào. Đột nhiên ở phía sau cô, có một âm thanh rên rỉ yếu ớt vang lên. Song Song lần theo âm thanh, phát hiện người giao hàng vẫn còn thở, bị tủ lạnh đập vào chân, chảy máu đầm đìa. Song Song cố gắng hết sức dịch chuyển tủ lạnh ra khỏi người anh ấy. Rất nhanh đội cứu hộ Reed đã đến hiện trường. Đội trưởng Park cho biết mình sẽ phụ trách nhiệm vụ giải cứu lính cứu hỏa cho đến khi đám cháy được kiểm soát hoàn toàn. Chỉ lính cứu hỏa mới được vào trong và lắp đặt thiết bị dò âm thanh. Nếu tắt sóng radio và thiết lập máy dò âm thanh, dù là nhỏ nhất thì có thể phát hiện được âm thanh của người mắc nạn bị mắc kẹt mãi như này. Vết thương của người giao hàng thực sự nghiêm trọng, không ngừng chảy máu. Song Song quyết định giúp anh ấy cầm máu trước. Cô cầm chiếc đũa rồi đốt nó, chỉ có như vậy mới khử trùng được vết thương cũng như cầm máu. Điều này khiến người giao hàng cảm thấy rất sợ hãi, sao có thể làm như vậy. Song Song nói với anh ấy, nếu như cô không làm thế thì anh sẽ chết. Ở bên này, con gái của người giao hàng sau khi xem được tin tức làm thế nào cũng không liên lạc được với bố. Tuy nhiên bạn học lại nghĩ rằng cô ấy gặp mấy ông bố để kiếm tiền. Cô gái quyết định đi đến trung tâm mua sắm tìm bố. Sau khi đội cứu hộ Zip lắp đặt máy dò âm thanh, bọn họ ngồi đợi âm thanh phát ra. Đúng vào lúc này, Song Song dùng chiếc đũa nóng đỏ để lên chân người giao hàng. Anh ấy run lên vì quá đau, có những tiếng gầm trong cổ họng. Tiếng gầm này tình cờ được máy dò bắt được. Đội trưởng Park ra lệnh bắt đầu đợt tìm kiếm thứ hai bằng cảm biến A3. Mặc dù chân người đàn ông đã cầm được máu, nhưng vẫn rất đau. Song Song kiểm tra và phát hiện xương mắc bị gãy liên tục chạm vào mạch máu. Bây giờ chỉ còn cách kéo giãn để lấy được xương gãy bên trong, cần phải mở rộng vết mổ để có lực kéo. Ngay khi Song Song đang tìm kiếm dụng cụ, đường ống khí ga bị rò rỉ. Sau khi kiểm tra, đội cứu hỏa phát hiện máy rò khí ga đang phản ứng. Đó là cảnh báo rò rỉ khí ga LPG. Bởi vì khí ga LPG nặng hơn không khí, nên nó chìm xuống đáy khi bị rò rỉ. Khả năng nó có thể đã và đang tích lũy nơi Song Song và người giao hàng. Và trong quá trình giải cứu, có thể có một số tia lửa từ việc phá vỡ bê tông, có nghĩa là có thể sẽ phát nổ. Song Song bắt đầu kéo giãn chân người giao hàng. Cô nhấn xương mắc trở lại vị trí bằng ngón tay của mình, sau đó dùng quần áo cố định chân. Người giao hàng cảm thấy rất đau. Thấy anh ấy sắp ngất đi, Song Song bảo anh ấy phải tỉnh táo lên. Tuy nhiên Song Song không biết rằng bản thân cô cũng dần mất đi ý thức. Áp suất không khí hiện tại chỉ còn 1100, quá thấp để hai người thở cùng lúc. Ở mức này, không khí sẽ không cho ta thở 5 phút. Song Song tháo mặt nạ dưỡng khí ra, sau đó hít một hơi thật sâu, đeo nó vào mặt người giao hàng. Song Song cũng bất tỉnh, con gái người giao hàng vẫn không liên lạc được với bố. Đúng lúc gặp ngay xe của Hoge, sau khi giải thích rõ tình hình, Mông Vi đưa cô gái đến hiện trường. Đội trưởng Park liên hệ với sở trưởng, bởi vì sẽ mất chừng 27 phút nữa xe tải Niter mới tới. Đội trưởng Park ra lệnh giữ nguyên các nỗ lực cứu hộ. Giữ nguyên cái gì? Cho tới khi xe tải Niter tới, chúng ta không thể tìm cách khác sao? Các anh sẽ chịu trách nhiệm nếu tiếp tục mà chúng ta mất thêm nhiều người hơn ư? Cảnh sát và đội cứu hỏa đang ở trong tình trạng lộn xộn, bởi vì không biết cách nào để cứu hai người mà không khiến những người khác bị thương. Một lúc lâu, người giao hàng cũng tỉnh dậy. Anh thấy Song Song nằm bất tỉnh ở bên cạnh, có đôi chút hoảng. Ngay cả đèn pin cũng hết pin, như thể hy vọng giải cứu không còn nữa. Người giao hàng chỉ có thể dùng cái vá đập mạnh vào ghế. Tiếng kêu cứu vang lên. Tuy nhiên, vì thiếu oxy, người giao hàng lại một lần nữa ngất đi. Hoge thực sự không thể đợi xe tải Niter được nữa. Anh nhặt bình oxy và lao vào giải cứu. Đội trưởng Park ra lệnh dừng lại. Ít ai biết rằng, hành động liều lĩnh của anh ấy đã mở ra một bước ngoặt cho cuộc giải cứu. Sở trưởng nghĩ rằng, nếu có thể đẩy khí ra với áp suất cao, thì sẽ đẩy được LPG ra ngoài. Nếu cho nổ nhiều bình cùng một lúc, thì có thể hạ thấp độ bão hòa LPG. Sở trưởng ra lệnh cho tất cả tập hợp, mang bình oxy đến, bắt đầu giải cứu. Hoge cũng mặc đồ bảo hộ và lao vào trong, mọi người liên tục cho xì khí. Quả nhiên, đúng như suy đoán của sở trưởng, mức LPG đã được an toàn. Cả đội vào trong đi, đừng chủ quan cho dù mức độ LPG đang giảm. Ngay sau đó lính cứu hỏa dùng dụng cụ quét một lỗ nhỏ. Inzu bò vào trong, kiểm tra tình hình. Địa hình bên trong rất phức tạp, có rất nhiều thanh thép cản đường. Anh phải dùng máy cắt để dọn đường, tuy nhiên anh chỉ tiến được thêm vài mét thì tiếp tục bị chặn bởi một bức tường xi măng. Sở trưởng nhanh chóng đưa máy quay nội soi vào trong. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, soi cận đến khi phát hiện được gì đó. Đừng bỏ cuộc, lúc này mọi người nhìn thấy, người giao hàng đang nằm hấp hối. Sở trưởng ra lệnh, đánh dấu điểm đó và chuẩn bị cáng. Ở bên này, Đô Chin và Kisu đã xử lý xong vụ cháy ở nhà kho tại khu công nghiệp Ma Chung. Lúc hai người bọn họ chuẩn bị trở về đội của mình, bọn họ mới biết tin vụ sụp tòa nhà ở trung tâm mua sắm Muzong. Tuy nhiên không thể liên lạc được với sở trưởng. Cuối cùng từ Mông Vi, Đô Chin mới biết Song Son đang bị chôn vùi trong tòa nhà.
Thì đúng lúc này, một vài đứa trẻ chạy đến tìm Đô Chin. Những đứa trẻ này chơi trốn tìm, có một đứa trẻ trốn trong đó, bây giờ không thấy ở đâu cả. Điều này khiến Đô Chin nhớ lại chuyện năm đó, bản thân anh sợ lửa và đã không giúp được bạn của mình, vậy nên Đô Chin quyết định tìm kiếm tung tích của đứa trẻ trước. Đô Chin quay trở lại tòa nhà, ở trung tâm mua sắm Mu Rong, sau khi mọi thứ đã được sẵn sàng, sở trưởng đích thân đi giải cứu Song Son, Hoge sẽ ở bên ngoài hỗ trợ. Sở trưởng bò vào trong với tay cầm bình oxy, Inju ở phía trước loại bỏ từng mảnh vỡ, trở ngại cuối cùng cũng bị phá vỡ. Lúc này người giao hàng và Song Son vẫn đang hôn mê. Đồng thời lúc này, Đô Chin vừa mới bước vào tầng 2 của tòa nhà, thì nhìn thấy một chiếc giày, có vẻ như đứa trẻ đang ở quanh đây. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng đập như tiếng trống. Lúc Đô Chin quay đầu nhìn lại, tòa nhà đã cháy trở lại, cũng có thể nói, nguy cơ sụp đổ rất cao, phải nhanh chóng tìm thấy đứa trẻ mới được. Đô Chin tăng tốc độ tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy đứa trẻ ở bên trong tủ lạnh. Đứa trẻ rất sợ hãi, không chịu rời đi cùng với Đô Chin. Ở bên này, sở trưởng cuối cùng cũng tìm thấy người giao hàng và Song Son. Sở trưởng yêu cầu mọi người đưa người giao hàng ra ngoài trước, bọn họ siết chặt dây buộc vào cáng. Rất nhanh người giao hàng đã được kéo ra, tuy nhiên lúc đến lượt Song Son, cáng bị vướng vào mảnh vỡ, dù có kéo như nào cũng không được. Hoge vội vàng bò vào trong, bảo mọi người kéo lùi về một chút, cuối cùng cũng thành công kéo cáng ra khỏi đó. Tòa nhà vẫn còn nguy cơ sụp đổ, mọi người nhanh chóng sơ tán. Người giao hàng cũng được đưa ra ngoài, con gái ngay lập tức chạy tới. Sau khi trải qua sinh tử, cô gái dường như cũng trưởng thành hơn, không quan tâm đến những cái gọi là phù phiếm nữa. Song Son lúc này cũng được đưa ra ngoài, cô ấy vẫn chưa lấy lại nhịp thở, ngay lập tức đưa đến bệnh viện để điều trị. Những người lính cứu hỏa cũng nhẹ nhõm và ngồi sụp xuống đất. Đồng thời lúc này, đứa trẻ vẫn không dám bước ra khỏi tủ lạnh. Đô Chin không còn cách nào, chỉ có thể xoay đèn pin vào mặt mình. Cháu có thấy chú không? Chú là lính cứu hỏa đấy, chú sẽ bảo vệ cháu an toàn. Đứa trẻ đồng ý sơ tán với anh ấy, tuy nhiên ngọn lửa quá lớn. Đô Chin cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra, khoác lên người đứa trẻ. Sự ấm áp này đã mang lại cho đứa trẻ rất nhiều can đảm. Đô Chin cẩn thận bảo vệ đứa trẻ và đưa ra ngoài. Sức nóng của lửa khiến Đô Chin có chút ngợp. Cuối cùng bọn họ đi đến một nơi nhỏ ở trên tầng 2. Đô Chin ngay lập tức liên hệ Kisu, bảo anh ấy mau đến cửa sổ phía tây ở tầng 1. Đô Chin tìm cửa sổ so với mặt đất không cao quá, anh dùng búa đập vỡ cửa sổ. Giờ chú cho cháu xuống bằng đường cửa sổ, thì cháu phải chạy càng xa càng tốt nhé. Vậy còn chú thì sao ạ? Chú là lính cứu hỏa mà, cứu hỏa thì sao bị bỏng được. Sau đó Đô Chin buộc dây thừng vào người đứa trẻ, để đứa trẻ xuống bằng đường cửa sổ. Sau khi thành công giải cứu đứa trẻ, lúc Đô Chin chuẩn bị rời đi, chợt thoáng thấy ngọn lửa hình ngôi sao năm cánh. Đây là do kẻ phóng hỏa hàng loạt tạo nên. Đô Chin sợ rằng sẽ giống như vụ ở bãi đậu xe. Đô Chin quyết định đi xem thử. Nào ngờ nền nhà bị nứt, cả người thẳng tắp rơi xuống dưới, sống chết bất định. Đồng thời lúc này, Song Son đang trong tình trạng nguy kịch. May thay, cô đã được đưa đến bệnh viện. Lúc này Mung Pi nói với Hoge, địa điểm xảy ra vụ cháy khác là nhà kho của Chung Min Chay. Đó là công ty nhập khẩu máy cắt ống, được kẻ phóng hỏa sử dụng. Hoge quyết định đi đến đó xem. Đồng thời lúc này, Đô Chin run rẩy đứng dậy, anh nhớ đến việc mình vẫn chưa thành công tỏ tình. Với ý chí mạnh mẽ, anh đi thẳng về phía lối ra. Cách đó không xa, Kang Do Ha nhận được một cuộc gọi, đây là lần cuối cùng tôi tham gia vào. Sau đó lái xe rời khỏi đó, lúc Hoge đi đến hiện trường, lính cứu hỏa tìm thấy một thi thể, người đàn ông này không mặc đồ bảo hộ, nhưng các công nhân trong nhà máy đã được sơ tán hết. Hoge vén tấm chăn che phủ lên xem, cả người anh sững sờ, vậy rốt cuộc người đó là ai?